Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tử vong, những ngày vừa qua mạng xã hội đã lan truyền thông tin Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 quê Gia Lai có bệnh án tâm thần để thoát tội. Ngày 13 tháng 1, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, chúng tôi đã trao đổi với truyền thông và dư luận rằng sẽ điều tra công tâm, khách quan, xử lý nghiêm những người phạm tội. Đây là vụ án đau lòng thương tâm nên sẽ là án điểm. Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin khác xác nhận, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo các vụ nghiệp vụ liên quan cử kiểm sát viên theo dõi vụ án này. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công an phường 22 quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu NTVA, sinh năm 2013 tử vong tại bệnh viện Vinmec. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra. Qua đó, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, cha ruột bé VA về hành vi ngược đãi hành hạ con. Ngày 1 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm, đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 quê Gia Lai về tội giết người. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. <laughs>